Rồi. Chúng ta sẽ học chính ở trên cái giao diện đó. Đấy. Còn đây là cái tôi cho bạn xem, đây là cái chương trình của chúng ta. Tổng thể của chúng ta. Thực ra đây còn đây là chúng ta chỉ 12 buổi thôi, nhưng tôi viết tên là 13 chủ đề, nhưng mà thực chất chỉ 12 buổi thôi. Cái đây là toàn bộ cái phần gọi là phần cơ bản nhất của Python. Thì cái phần này nhé, thì trong sách giáo khoa của lớp tin học 10 chỉ có dạy từ 1 đến 11 thôi. Còn 12, 13 là hai cái mà tôi định tôi nói thêm vào để cho các bạn có cái tầm nhìn tổng thể cho toàn bộ cái chương trình Python 10. Thì thực ra cái gì Python của lớp 10 này là cái trình là gọi là lập trình cơ bản. Thì chúng ta học những phần cơ bản nhất thôi, cơ bản nhất thôi. Nhưng mà riêng hai cái mục sau cùng là kiểu dữ liệu tập hợp và từ điển này thì nó dùng cho cái chuyện thi sinh giỏi. Nên là tôi sẽ đưa vào đây thêm vào nữa. Thì đây chính là cái chương trình mà tức chúng ta sẽ học trong 12 buổi nhé. Đấy, nhưng mà cái đây là slide tôi sẽ chuyển ra ngoài. Chúng ta sẽ không rồi. Thỉnh thoảng tôi sẽ viết trên tôi sẽ có một cái màn hình để tôi viết lên đó để các bạn khi tôi viết lên trên 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 cái bảng đó thì các bạn sẽ ghi lại nhé. Đây này, đây là cái bảng. Đây là một cái bảng giống như tôi mô tả cái bảng mà tôi sẽ viết những chỗ mà cần phải lưu ý tôi sẽ viết bằng bằng tay thì các bạn sẽ viết cái này vào trong vở của mình. Được chưa? Rồi chúng ta bắt đầu học cái bài đầu tiên nhé, là bài 1 là làm quen với Python. Cái này tôi sẽ đẩy sang bên kia được bắt đầu tôi một chút. Này, cái tôi không cần những cái này nữa. Đấy. Cái ra ngoài này cho nó dễ nhìn nha. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu học nha. Thì đây chính là cái giao diện. Nó gọi là cái giao diện lõi chính của Python. Và khi chúng ta bật cái phần mềm này lên thì chúng ta vào một cái chế độ nó gọi là chế độ tương tác hay là nó gọi là chế độ có lệnh trực tiếp. Đó. Nhé. Thì Python thì thấy nó có hai chế độ, đây là chế độ làm việc trực tiếp, còn nếu chúng ta mà chạy cái phần mềm mà lập trình ấy, đây này, đây nhá, đây là phần mềm là lập trình thế này, thì trong chế độ lập trình này chúng ta sẽ lập trình giống như lập trình Pascal đấy hay lập trình C đấy, thì đây là có cái chế độ lập trình giống như lập trình các cái lệnh, để tôi đọc lại cho bạn xem nhé. Đây đây là chế độ lập trình như này nhé. Đấy, các lệnh như đây. Như vậy là Python nó là cái môi trường lập trình là nó hơi khác một chút so với Pascal và C, là chúng ta sẽ có hai cái chế độ làm việc với nó. Đây là điểm chính, đây chính là điểm khác biệt. Mà cái điểm khác biệt này nó giúp chúng ta là học rất là dễ, không như là học lập trình Pascal và C đâu. Mà các bạn dạy học sinh cũng vậy thôi. Dạy cho học sinh là rất là dễ chứ nó không khó như là không khó như là làm Pascal và C. Như vậy là tôi xin nhắc lại một chút nhé. Như vậy là cái môi trường lập trình Python ấy nó gồm có hai cái chế độ làm việc chính. Một chế độ là nó là cái chế độ tương tác nhé. Chế độ tương tác. Thì trong chế độ này thì chúng ta sẽ làm việc với cái gọi là cái bình đó, đó người ta gọi là đó là cái Python shell. Còn hai là cái chế độ lập trình bình thường. Chế độ lập trình thì chúng ta sẽ phải dùng cái phần mềm, sử dụng cái phần mềm mà bất kỳ phần mềm lập trình bất kỳ, phần mềm soạn thảo lập trình bất kỳ. Có rất nhiều nhé. Soạn thảo lập trình có nhiều lắm, mà ngay trên cái Python Shell này nó có một chế độ lập trình mà theo tôi không hay lắm, thì tùy các bạn, nhưng mà theo tôi bản thân tôi đấy là tôi hay dùng nhất là cái phần mềm là WinRAR, WinRAR theo tôi cái này là cái là hợp lý nhất theo tôi đấy. Đấy, cái phần mềm này các bạn cứ lên cái trang là winware.com, các bạn tải về cái bản personal này này là cái bản là miễn phí, nhưng mà nó rất là nhẹ, rất là miễn phí và nó rất là chuyên nghiệp, thích hợp với chuyện là chúng ta dạy cho cả học sinh giỏi lẫn học sinh bình thường.
Được rồi, thế bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái triệu tương tác này. Thì bạn thấy ở đây nó có ba cái dấu lớn hơn này. Ba cái dấu này người ta gọi là chính là con trỏ làm việc của Python. Và chúng ta gõ lệnh trực tiếp từ con trỏ này nhé. Như vậy là chúng ta học bắt đầu, chúng ta mở ra, chúng ta thao tác trực tiếp trên này. Ví dụ tôi viết như này, tôi viết nhé, 56, thế ngày ngày phép là phép nhân nhé, 4 nhân với 20, 100, gõ lệnh enter. Thì bạn thấy ngay ở ngay cái dòng lệnh này là nó như là một cái máy tính vậy, chúng ta gõ lệnh như bình thường. Thì chúng ta làm phép là đây là phép cộng, thì phải làm phép trừ nhé, 56 trừ đi 100 âm 44, thấy không nào, rất đơn giản. Chúng ta làm phép lũy thừa, hai lũy thừa là hai dấu nhân, 2 mũ 5. Tôi làm số to hơn nhé, là 100 mũ 14, 101 mũ 14, rất là nhanh, bạn thấy không nào, rất là nhanh. Các bạn làm bạn thấy là 101 nhân 14 là một số rất lớn, đúng không nào? Đây là một số nguyên rất lớn và trong Pascal và C thì không thể nào có số nguyên như này được. Thậm chí chúng ta có thể làm số lớn hơn nữa, 2 mũ 100. Như vậy là ở trong Python là chúng ta được phép thử nghiệm những số rất lớn luôn. Nó không bị hạn chế các cái số như trong Pascal và C, cho nên thuận tiện cho chúng ta là giảng dạy cái ngôn ngữ lập trình này nhé. Mà chúng ta có là phép nhân này, phép cộng, phép trừ, phép ngũ, phép lũy thừa nhé. Lũy thừa này hoàn toàn có thể lũy thừa là một số thoải mái nhé, đấy, số thực. Số nguyên là chúng ta gọi là số nguyên, tức chúng ta gọi là 12 chấm này là một số cực. Cộng với 10 nó là số cực. Thì phép cộng trừ nhân chia là ta biết rồi, số lũy thừa. Bây giờ chúng ta làm phép chia cho số nguyên nhé. Thì ở trong Python thì phép chia nguyên thì nó có hai cái phép, là phép mà lấy thương nguyên và hai lấy số dư. Ở trong Pascal thì nó là cái lệnh phép chia là lệnh dip, còn lệnh lấy số dư là lệnh mod. Thì ở trong cái này nó khác. Ví dụ tôi lấy phép nguyên 12 chia cho 5 chẳng hạn, thì phép chia nguyên thì nó là cái này. Nguyên là phép chia nguyên thì nó là cái này. Nó là hai dấu thương cái này thì là phép chia nguyên. Nó ra là số 2, đúng không nào? Còn lấy số dư là như này, thì số dư số phần trăm, được chưa? Đó, vậy là ta làm thêm là một cái phép nữa, là phép chia nguyên và phép mà lấy thương nguyên nhé. Ở trong Python chúng ta có thể có sẵn những cái hàm mà chúng ta có thể làm tính toán ngay được. Nó rất nhiều hàm, mà tôi được giới thiệu một vài hàm nhé. Ví dụ cái hàm là hàm div mod, cái hàm này là hàm hai từ là div và mod. Đây, vì đấy là 12.5, nó trả lại là giá trị là gì, là div của 12 chia 5, tức là div là phép chia và mod là phép dư, nó trả lại hai số liền. Một số là đây 22, lại định cho đây nhé, div mod 20 15. Kia là phép thương là 1, phép lấy số dư 1, làm div và mod, đây là div và mod. Thì những cái này, những cái hàm này là nó gọi là những cái hàm mặc định có sẵn của Python. Chúng ta sẽ tăng tìm hiểu sau. Đấy, nhưng mà tuy nhiên tôi vừa nói các bạn là nó có một loạt những cái môi trường mà chúng ta có lệnh trực tiếp, nó là môi trường Python Shell. Chúng ta có thể cho học sinh ngay từ buổi tiên, chúng ta có thể cho học sinh làm những cái bài tập như thế này, là tính toán rất đơn giản, và chúng ta có thể làm cái tính khó hơn nhiều. Chúng ta cho những cái số ngoặc vào 12
cộng với 45 nhân với 15 chia cho để mở ngoặc 12 nhân với 3 cộng với 15 như này. Đây cái gì mình được. Đây, là muốn là chúng ta muốn nguyên thì chúng ta để như này. Chúng ta muốn chia nguyên là để như này. Thì đây là cái chia nguyên. Là 16. Như vậy đó là cái môi trường tương tác cho phép chúng ta là thực hiện ngay những cái lệnh rất là đơn giản ở trên Python. Bây giờ chúng ta nhớ lại nhé, cộng trừ nhân chia là giống hệt như là Pascal và C, chỉ có cái phép và phép chia thương ấy, phép chia nguyên ấy, lấy số lấy thương và lấy nguyên lấy số dư thì nó khác một chút. Nhưng lại là dấu hai này thì là thương nhé, thương nguyên. Còn như thế này là cái số dư. Chúng ta nhớ lại một vài cái điều dùng cơ bản. Rồi, như vậy là cái môi trường Python là nó rất dễ dàng. Và những cái bài học đầu tiên chúng ta không cần thiết lập trình vội. Chúng ta cứ làm việc hoàn toàn trên giao diện này. Thông qua nhập lệnh sau con trỏ. Đây là quả con trỏ nhé. Con trỏ của Python là nó có 3 dấu lớn hơn. Rất là đặc trưng cho Python đấy. Mà ta có lệnh mà enter là ta thiện lệnh ở trên đó. Được chưa? Nếu chúng ta có lệnh sai thì nó sẽ báo, lệnh sai nó báo này, nó báo lỗi mà thường lỗi là màu đỏ. Được chưa? Chúng ta có lệnh lung tung này, nó cũng báo lỗi, nó không hiểu gì cả, nó cũng báo lỗi. Thì chúng ta sẽ hiểu sau cái lỗi này, nhưng mà như vậy gõ lệnh nếu mà máy tính mà hiểu cái lệnh đó thì ta nó trả lời ngay, nó trả lời kết quả cho chúng ta. Còn nếu mà chúng ta có lệnh sai thì nó sẽ báo lỗi bằng cái dòng chữ màu đỏ. Cái đó nó phải có chữ error, đấy, những error là lỗi nhé. Còn chúng ta sẽ tìm hiểu sau ở cái phần cuối của chương trình. Thì hiểu sau là chúng ta sẽ hiểu sau cái phân loại lỗi như thế nào, nhìn là hiểu ngay. Nếu ai hiểu tiếng Anh thì sẽ hiểu ngay. Đó. Bây giờ tôi bắt đầu sang cái phần tiếp theo. Rồi tôi nói qua về cái môi trường tương tác Python. Và chính môi trường tương tác này nó giúp chúng ta là dạy học sinh rất là dễ dàng. Tôi tin tưởng rằng là khi mà đưa cái Python này vào cho học sinh ấy, thì việc dạy cho học sinh rất là dễ. Một phần nữa là vì bây giờ thời đại mới giờ chúng ta có nhiều máy tính rồi thì học sinh không sợ không thiếu máy tính, học sinh sẽ chúng ta không phải dạy chay nữa, chúng ta dạy trên máy tính. Các bạn chú ý rằng là nếu học sinh mà không máy tính ấy, thì học sinh có thể cài Python trên điện thoại di động. Mà trên thoại di động các em có thể là gõ lệnh, nó có cái hình như này nó nhỏ hơn chút, gõ lệnh tương tác trực tiếp trên thoại di động là có thể làm được ngay. Mà trên lớp là giáo viên là gõ lệnh, dưới học sinh là gõ lại và làm luôn và hiểu ngay tại chỗ luôn. Được chưa? Rồi, bây giờ tôi tiếp theo tôi nói sang cái phần tiếp theo là đưa vào ngay phần lập trình luôn nhé, và của Python luôn, là cái lệnh gán, là cái lệnh đầu tiên mà chúng ta dạy cho học sinh. Thì lệnh gán nó có khái niệm là biến. Thì cái lệnh thì chúng ta gõ một cái lệnh như chúng ta có lệnh xỉ bằng 10. Đây là chính là lệnh gán này, lệnh gán. Thì nó lệnh gán là giống như là C đúng không? Không, nó chỉ là xỉ sống 2 chấm bằng một cái giá trị nào đó. Đấy, chúng ta nhìn như thế này. X bằng 10. Có tiếp là y này bằng 13 này. Đấy, như vậy là thì đây là cái lệnh gán này như sau, phần mềm sẽ tạo ra một cái biến đặt tên là xỉ gán giá trị là 10. Được chưa? Đó. Lệnh thứ hai này là phần mềm mà chúng ta gõ lệnh là y bằng 13 thì phần mềm sẽ tạo ra một cái biến có tên là y và gán giá trị là 13. Rất dễ hiểu, chúng ta nhìn thấy ngay đúng nào. Đặc biệt là còn với lại có x gì này. Hiện nay về phần mềm lập trình nhé, thì theo tôi có một phần mềm khác chúng ta có thể tham khảo. Đây tôi viết thêm cái gì thì các bạn thích thì các bạn có thể tham khảo thêm nhé. Đây, nhưng mà theo tôi nhé, phần mềm lập trình này. Vì các bạn có bạn hỏi tôi về phần mềm lập trình Python nhé. Cái phần mềm mà đơn giản nhất ấy là dùng ngay cái Python Shell.
dùng ngay cái Python Shell là có chức năng điều chỉnh nhé. Nhưng mà theo tôi thì không nên dùng vì cái này nó hơi yếu, nhưng mà nó không 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 hỗ trợ nhiều, cũng dùng cũng được, không sao cả. Hai là chúng ta dùng các phần mềm độc lập khác, ví dụ như là phần mềm này, phần mềm tôi nói đấy, phần mềm là WinOE. Theo tôi phần mềm là theo tôi là tốt nhất của chúng ta có thể nhé. Personal nhé. Phần mềm thứ ba mà các bạn có thể dùng là phần mềm là Tony. Phần mềm cũng rất đơn giản, nhưng mà theo tôi nó không mạnh bằng cái phần mềm mà UI này. Thứ tư các bạn có thể dùng phần mềm là hiện nay cái phần mềm này rất là nổi tiếng này là PCharm, cũng là rất nổi tiếng, nhưng phần mềm này hơi mạnh, hơi nặng quá. Phần mềm thường dùng cho sinh viên thì hợp lý hơn. Nên còn tùy các bạn, cái này đối với sinh giỏi thì có thể dùng được, nhưng mà theo tôi thì hiện nay theo tôi số 1 là cái thằng này cũng được, thằng này cũng được, hơi yếu hơn một chút, hoặc cái này cũng được, không sao cả. Hiện nay cả hai cuốn sách giáo khoa tin 10 đều viết cái này hết, đều không giới thiệu là không nói về ba cái này, và họ nó thẳng là lập trình trên Python Shell. Nhưng mà theo tôi thì chúng ta không cần thiết phải như vậy, chúng ta vẫn nên dùng phần mềm khác cho hợp lý hơn, mà dùng một thứ thôi. Đấy, tôi dùng WinUI là tôi thấy rất thích hợp luôn, nó rất là mạnh, đủ mạnh, chúng ta có thể lập trình ở mọi cho học sinh là rất là vừa bạn, lập trình bình thường cũng lập trình học sinh giỏi là bình thường rồi. Như vậy là chúng ta nhớ là x gì là biến nhân biến tự có gõ gì enter thì máy hiểu như vậy là x giá trị là 10 này, thì biết y này 13, thì biết z bằng không thể làm được nhé, giống như là z bằng z với x y là giống như bình thường. Thì như vậy là đối với lệnh gán thì có thể ở bên trái là một cái tên biến, ở bên phải là một cái biểu thức hoặc là một giá trị cụ thể như này. Thì cái lệnh gán này nó rất là đơn giản, nó giống như lệnh gán trong Pascal này, C trong Pascal chỉ khác là nó với là x gì hai chấm bằng, và cái này nó không có hai chấm, nó bằng luôn nhé. Thì chúng ta chú ý cái đây là cái tên, cách khai báo cái tên biến và các cái giá trị của biến. Được rồi, thì bây giờ tôi mô tả một chút về cái biến này. Chúng ta chú ý cái quy định của biến này là như sau. Chúng ta chú ý nhé, cái quy định về cái tôi biết đấy, chúng ta cần nhớ này. Bây giờ cái quy tắc là quy định đặt tên biến. Tên biến nhé. Một là nó chỉ bao gồm, chú ý, nó chỉ bao gồm chữ cái tiếng Anh nhé, cộng với chữ số. Chữ cái tiếng Anh này nhé. Chữ số và dấu gạch dưới. Chữ và nó bạn loại như không có cái tự khác, không có tự là và hay là cái tự gì đó, không có đâu, chỉ có là chữ cái tiếng Anh, chữ số và gạch dưới. Và cái điều thứ hai quan trọng là nó là phân biệt chữ hoa và chữ thường, nó khác Pascal, phân biệt chữ thường và chữ hoa. Và cái thứ ba cái quan trọng nữa là gì, nó không được bắt đầu bằng chữ số, không được bắt đầu bằng chữ số. Tức là gì? Tức là nó phải bắt đầu hoặc là bằng chữ cái hoặc là bằng dấu gạch dưới như thế này. Đó. Thế đây là quy định đặt tên biến trong Python, nó giống như trong ngôn ngữ khác đấy. Chú ý là nó phân biệt chữ hoa và chữ thường nhé. Đây, khi tôi viết là a hoa như này, a nhỏ đây là hoàn toàn bình thường đấy. Bình thường. Là a lớn a nhỏ này, a hoa này là hoàn toàn bình thường. Còn cái này ngang AB được, nhưng mà là một này không được, thế này là sai nhé, là phải báo lỗi ngay. Đấy. Nhưng mà là ABC như là
1, 2, 3 thì là thoải mái. 2, 0 này thì là chúng ta vô tư nhé. Không được bắt đầu bằng 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 chữ số. Bắt đầu bằng gạch dưới. Trong này có thể 2 dưới, 3 dưới thoải mái nhé. Cái dưới này ở trong bài thân họ dùng rất là nhiều rồi nhé. Chúng ta sẽ được học trong phần sau một chút. Đấy. Nhưng mà là cách đặt cái biến nhớ ở trong biến ở trong Python là rất rất đơn giản. Quy tắc của nó chỉ là nhắc lại là nó gồm chữ cái tiếng Anh, chữ số và ký tự gạch dưới. Không không phân biệt chữ hoa chữ thường và không được bắt đầu bằng chữ số, nghĩa là phải bắt đầu hoặc là bằng chữ cái hoặc bằng gạch dưới. Này chú ý. Rồi. Thế thì chúng ta bắt đầu đi vào cái phần mà nó khó hơn một chút này, đặc thù hơn của cho giải phút này là hoàn toàn giống Python nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu thêm một chút nữa, khúc đầu nó khó hơn một chút so với bây giờ đây khi chúng ta gán được thì các bạn thấy là chúng ta nó khi chúng ta gán là 12 như này x 12 thì thấy là chúng ta không cần khai báo biến, khai báo kiểu của biến như là trong C và Pascal. Trong C chúng ta phải khai báo, nó phải khai báo là biến biến nguyên hay là biến thực, cái này thì không, được chưa? Đấy. Bây giờ ta lại viết lại, khi viết x bằng 12 thì máy hiểu ngay là x là kiểu số nguyên. Khi tôi viết là x bằng 1.2 lần thứ hai này, máy sẽ hiểu là gì? Sẽ hiểu là số thực. Bạn thấy không nào? Bây giờ ta lại viết tiếp x bằng mở nháy này, mở nháy nhá, A B C đóng nháy, mở nháy này. Máy sẽ hiểu đây là string kiểu số ký tự. Đó. Như vậy là kiểu số nguyên, kiểu số thực, đúng không? Kiểu số sâu ký tự chúng ta có thể làm là kiểu số đơn giản trong Python. Để tôi viết tiếp bằng này, 1 lớn hơn 2 là cái gì đây? Lớn hai máy tính sẽ hiểu là kiểu nên là kiểu gì, là kiểu bool, kiểu logic. Chúng ta sẽ học xong kiểu logic này nhỉ, thì nó gì, thì nó là đúng là sai, false này, được chưa? Đây, các bạn chú ý nhá, chú ý cái như vậy thì như vậy là cái sự khác biệt rất lớn giữa biến ở trong Python và biến ở trong các ngôn ngữ khác. Trong Pascal và C chúng ta quen thuộc ấy, là trong Pascal và C chúng ta phải khai báo biến trước khi chúng ta gán. Còn ở đây chúng ta có thể biến được được thiết lập kiểu ngay tại thời điểm gán. Gán kiểu gì cũng được, chúng ta gán bất kỳ biến chuyện nào. Như vậy sau lệnh này thì máy hiểu là x là kiểu gì? Là kiểu nguyên. Sau cái lệnh này thì máy sẽ hiểu là gì, là x là kiểu số thực. Còn sau lệnh này máy sẽ hiểu đó là kiểu gì? Kiểu là kiểu là kiểu string, kiểu sâu ký tự. Được chưa? Đấy, chúng ta chú ý nhé. Để tôi sửa lại cho bạn xem này. Khi mà tôi viết là một cái biến mới tinh này, AB này bằng 10, thì máy sẽ làm như sau. Nó sẽ tạo ra một cái biến là tạo ra một cái tên biến là AB và gán giá trị của nó là giá trị 10, giá trị 10. Và chúng ta có thể dùng lệnh sau, chúng ta sẽ biết được kiểu của AB là gì. Thì ở trong Python cũng lệnh rất quan trọng luôn. Chúng ta học luôn bây giờ, đó là lệnh là type. Lệnh này để kiểm tra một cái biến, một cái đối tượng dữ liệu là thuộc kiểu gì. Đây, chúng ta gọi là AB. Enter. Máy báo là int nhé. Cái class này, chúng ta sẽ class này là chỉ là lớp mà chúng ta bỏ qua này. Chúng ta không cần cầm mệnh là in đây này. Đây, nhưng đây chính là kiểu dữ liệu của cái biến AB đấy. Khi ta gõ là 10, thì lệnh type. Ở đây là chúng ta thấy chúng ta làm kiểu in. Được chưa? Đấy. Là, nhưng mà đây chỉ là kiểu in, là kiểu số nguyên, được chưa? Điều tôi khai báo tiếp này, thì bằng 12 chấm như này, time enter. Đây là class float, nhưng mà là float là kiểu số thực, thấy không nào? Đấy. Nên là float là số thực. Điều tôi khai báo tiếp này, s thì bằng độ sâu có thể khai báo trong một dấu ngoặc như này, mà nó cho phép là viết code thoải mái.
time s lên nó sẽ là str là string. Như vậy là kiểu dữ liệu là nguyên này, kiểu dữ liệu nguyên này, int kiểu dữ liệu là số thực là float, kiểu dữ liệu sau là string, là những kiểu dữ liệu cơ bản lõi của Python. Và chúng ta dạy cho sẽ dạy ngay từ bài đầu tiên, dạy ngay cái này luôn. Đây là cái nó không phân hơi, nó vì nó khác khi mà chúng ta dạy lập trình cho sinh trên Pascal và C thì chúng ta mãi mãi sau chúng ta mới học những cái kiểu dữ liệu, còn đây chúng ta dạy ngay từ buổi đầu tiên thì nó rất đơn giản lắm, không có gì cả, được chưa? Bây giờ nói thêm một chút về cái sâu nhé. Sâu thì nó có nhiều cách, hoặc là dấu, hoặc là hai dấu nháy, một nháy cũng được, một nháy đúng không? Được nhé, hoặc là ba nháy cũng được, ba nháy mà là ba dấu nháy như này nhé. Ba dấu nháy, chúng ta chú ý rằng là gì, là bắt đầu và kết thúc phải giống nhau, chứ biết là sai này. S thì bằng đầu thì là hai nháy, dưới là một nháy thì là sai nhé, là báo lỗi. Cho nên là hoặc là một nháy đúp thì sau này cũng đằng sau cũng phải là một nháy đúp, đằng trước là một nháy đơn, đằng sau cũng phải là một nháy đơn, đằng trước là ba nháy đúp liền nhau, đằng sau cũng là ba nháy. Như vậy có ba cách, chúng ta có ba cách để tạo ra cái sâu sâu ký tự, được chưa? Đấy, như thế chúng ta chú ý nhé. Riêng về cái kiểu dữ liệu bool thì ta sẽ nói sau một chút, nhưng mà đều làm kiểu dữ liệu bool, cũng làm kiểu dữ liệu logic, cũng làm kiểu dữ liệu cơ bản. Khi chúng ta gọi thì về cơ bản chúng ta có ví dụ B, chúng ta phải gọi như này, nó có giá trị nhé, là giá trị đúng, đúng không? Là B1 khai báo là riêng chữ thu và chữ font là cái từ khóa mà viết hoa, chúng ta chú ý nhé, chúng ta không biết là thu như này, cái này là một khai báo như này. Máy báo lỗi ngay này, đây là một khóa, cái này máy báo lỗi ngay nhé. Vậy là true này là cái dữ liệu của cái kiểu dữ liệu là bool nhé, hay là dữ liệu là logic đấy. Tôi hay tôi viết là b bằng 12 nhân như này đấy. B là nó rất là font, được chưa? Mình đợi thêm một chút nhé. Alo, Mì Hà đây. Chị gì đây? Mà mai đúng không? Mai đúng không? Mình nhớ rồi. Ok, 8 giờ mình nhớ rồi. Thế nhé. Được chưa? Đó, như vậy chúng ta vừa mới, cái phần này rất đơn giản, cho nên là chúng ta có thể ấy ngay được là như vậy ở trong Python. Là chúng ta có thể cho sinh làm quen ngay với một số kiểu dữ liệu đơn giản nhé. Các kiểu dữ liệu, chúng ta nhắc lại một tí. Các kiểu dữ liệu đơn giản nhé. Kiểu dữ liệu là số nguyên này, hay là int. Anh là kiểu int. Chúng ta dùng lệnh time, mà chúng ta gõ cái time, mà chúng ta gõ cái tên của nó ra, cái tên biến ra là ra kiểu nhé. Kiểu số thực này, dấu phẩy động thì nó là float nhé. Kiểu sâu ký tự, sâu ký tự thì nó là str vết thương nhé. Đấy. Và kiểu nữa là kiểu logic, cái này chúng ta sẽ học sau nữa ở cái bài sau, khi mà chúng ta học đến cái lệnh if đấy thì có thể logic nữa. Thì đây là kiểu bool nhé. Thì như vậy đây là bốn kiểu dữ liệu đơn giản. Và rất quan trọng nhé, rất quan trọng của Python, các bạn chú ý nhé.
Và biến ở trong Python thì là chúng ta tạo ra bất cứ lúc nào và không cần khai báo. Biến nó xác định kiểu khi mà thời điểm khi chúng ta là gán, khi chúng ta dùng lệnh gán, chúng ta chú ý nhé. Đấy. Vậy vì ở đây x gì ở đây đang là nó là thực, về gán lại x gì bằng 12 nên là số nguyên. Đấy, thì cái này phải phần nâng cao lên thì dám hiểu được phần nâng cao nên sao nó chuyển đổi nhanh như vậy, tại sao nó chuyển được như vậy, thì cái phần này là phần hơi nâng cao. Còn bây giờ chúng ta sẽ công nhận là như vậy đã. Công nhận là gì là kiểu của dữ liệu sẽ gán cho biến tại thời điểm của lệnh gán. Cái này nó khác hẳn cái cách như vậy, là khác hẳn với Pascal và C, là chúng ta phải khai báo trước, chúng ta gán sau. Chúng ta không khai báo và gán là lỗi ngay. Thì cái này là vì sao nó khác được khác như vậy, là vì cách quản lý biến của Python là hoàn toàn khác với cách quản lý biến của C và Pascal. Nên là sâu hơn một chút nữa nhé. Thì cái này cái phần nào các giáo viên nào mà sau này muốn tìm hiểu sâu hơn nữa thì chúng ta sẽ đọc thêm các tài liệu sâu hơn nữa, chứ trong sách giáo khoa cũng không nói gì chỗ này cả. Trong sách giáo khoa cũng không thể nói là vì sao nó lại quản lý như vậy, vì sao lại khác biệt như vậy giữa Python và Pascal và C. Chỉ biết rằng là Python là nó xác định kiểu khi chúng ta gán. Các bạn chú ý nhé. Rồi, thì bây giờ tôi nói thêm một chút nữa về cái lệnh gán, được chưa? Được nhé, cái lệnh gán này thì Python nó cho phép chúng ta là gán, nó khái niệm nó là gán đồng thời. Cái này là cái đặc biệt. Chúng ta có thể gán như này: x bằng y bằng z. Này thì vẫn không sao. Cái này là cái trong Pascal, trong C, trong là có hết những cái này theo tôi nó không gọi là gán đồng thời, là gán một số đồng thời cho nhiều giá, cho nhiều biến thì được. Nhưng mà khái niệm là gán đồng thời ấy, hay là đa gán ấy, ở trong Python nó lại khác nhé. Cái khái niệm là nó là đa gán là hay là gán đồng thời nó là như này này, nên là chỉ để y gán đồng thời là 12. Đúng. Đồng thời gắn 12 cho x và 14 cho y. Đó, cái này là cái mới mà trong Pascal là không hề có. Đó, như vậy x thì sẽ là 12 và y là 14. Thì cái này nó là gắn đồng thời hay là đa gắn hay là gắn đồng thời. Các bạn chú ý nhé. Đấy, như vậy có thêm một khái niệm nữa, tức là khái niệm là lệnh gắn đồng thời. Đấy. Lệnh gán đồng thời thì là ví dụ như là va một này phẩy này, va hai, có thể nhiều nhé, bằng ở đây là cái giá trị một phẩy, giá trị hai phẩy. Đấy, như vậy là cái va một này nó sẽ gán giá trị một, va hai là gán giá trị hai. Cái này là lệnh gán đồng thời hay là người ta dùng lệnh đa gán. Đây là một trong những cái điểm rất đặc biệt và rất là hay của Python. Nó giúp cho chúng ta viết lệnh rất là ngắn gọn, thường rất nhiều lần. Đáng lẽ chúng ta phải viết thành hai dòng, đúng không nào? Hai dòng. Như là x bằng 1, y bằng 2, phải mất dòng không, bây giờ gán x bằng một. Nhưng mà là lệnh đa gán rất là hay đấy, lệnh này lệnh đa gán là chữ đặc biệt của Python, và chúng ta cũng thấy sau này chúng ta sẽ hiểu vì sao lại như vậy. Còn bây giờ chúng ta cũng chưa hiểu vì sao lại như vậy, vì sao lại có thể gán đa gán là như vậy, tại sao mà có thể gán đồng thời là như vậy, thì chúng ta phải hiểu sâu hơn một chút nữa ở trong cái bài học sau, ở trong cái bài số 5 số 6 gì đó, chúng ta sẽ hiểu hơn à vì sao lại như vậy. Nhưng mà trước mắt hôm nay buổi đầu tiên chúng ta biết được à nó có cái lệnh này và nó giúp chúng ta là viết lệnh rất là ngắn gọn, rất là ngắn gọn như này. Thì tôi nói luôn nhé, một trong sức mạnh của cái thằng này, của cái gọi này là như này. Để. Ở trong cụm ngữ nào chúng ta có cái lệnh này là cho trước hai cái biến AB chẳng hạn, để cần đổi chỗ, cần A đổi chỗ vị trí, đổi chỗ cái biến A là giá trị của B, B giá trị của A, đúng không ạ?
cái lệnh gọi là hoán đổi vị trí của hai cái biến. Đã. Ví dụ này a nhé, a bằng 10, b bằng 15. Bây giờ muốn đoán là a lại bằng b bằng 15, b lại bằng 10. Thì đây là lệnh một nhóm lệnh rất quan trọng và hay dùng cho bài tập cho học sinh, lệnh cho lệnh Pascal. Thì trong các chương trình bình thường ấy, chúng ta sẽ phải dùng ba lệnh. Chúng ta tạo một bên trung gian tên là PS, bên trung gian chúng ta gán là a, đưa a vào cái biến gian, sau đó tôi gán b vào a, và sau đó là b, sau đó tôi gán vào b. Đó, thì bây giờ chúng ta thấy như vậy, vì a sẽ là 15, b sẽ là 10. Đúng không? Thì như vậy là cái lệnh này là, và như vậy lệnh hoán đổi giá trị của hai cái biến thì trong bình thường chúng ta học dạy học sinh là cái mất ba lệnh như vậy. Nhưng mà vì có lệnh đa gán mà chúng ta vừa nói lúc nãy đấy, thì ở trong Python chúng ta chỉ có dùng một lệnh. Viết lại nhé, giờ a này, a của chúng ta là a là 15, b là 10. Phương án lại là a là bằng 10, b 15. Chúng ta làm như sau: a phẩy b bằng b phẩy b phẩy. Đây nó là lệnh là hiện đại. Lệnh này là cái lệnh mà đổi chỗ, đổi vị trí của a và b. A nó sẽ là 10, b này. Cũng vậy chúng ta cái ở bên trái nó chỉ là lệnh gán lên đây, đúng không? Được chưa? Vậy nó đồng thời gán b cho a này và a này cho b nhé. Còn chỗ này nếu bạn nào mà thắc mắc một chút thì hỏi là thế thì làm sao mà máy nó làm được nhỉ? Tôi gán b cho a, gán b vào a đúng không? Thì a mất 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 xử đi rồi. Thì làm sao mà gắn a vào b lại còn được nữa. Như vậy nhưng mà theo suy luận theo kiểu cũ ấy, thì nó sẽ bị sai, nhưng mà đối với Python nó vẫn giữ được. Thế là chúng ta cũng sẽ hiểu sau nhé. Đấy, thôi tôi hết vô cho các bạn xem vì sao nó vẫn giữ được khi mà tôi dùng cái lệnh đây. Tôi mô tả vượt lên trước một chút nhé, vì sao lại gắn đa gắn lại được nhé. Thì ta phải hiểu cái lệnh đa gắn đã nhé. Khi tôi viết như này mà khi tôi viết là x thì bằng một cái biến a nào đó, khi tôi viết là như này nhé, m nhé, thì máy là như sau này, máy sẽ như sau, máy sẽ tính cái giá trị m, là tính giá trị m trước này, sau đó máy mới tạo ra một cái biến x, xong gán giá trị m này vào x. Đó. Thế bây giờ sử tôi biết là a b bằng b a thì như sau, thì máy sẽ tính cái b này trước này, tính cái a này trước này, xong máy tính cái bộ này trước nhé, sau đó máy tạo ra cái biến a, một cái biến mới nhé, chung a gán vào giá trị này, đặt giá trị là b, tạo ra biến mới là b, gán vào a. Như vậy là vẫn không sao cả, như vậy máy tính cái này trước xong gán cái này sau, cho nên là vẫn được. Thế cái này tôi nói thêm một chút thôi, cái này ở đến phần cuối của chương trình, các bạn nào mà tìm hiểu thêm tôi sẽ nói thêm nhé. Cái này đây là phần theo tôi là nâng cao một chút, vì sao như vậy chúng ta tìm hiểu thêm cái này ở phần sau. Còn bây giờ hiểu nôm na là gì, là như vậy cái lệnh mà hoán vị giá trị của hai cái biến nhớ là trong Python dùng này thôi. Trong khi đó trong Pascal chúng ta phải gõ là trung gian bằng a, sau đó a bằng b và b bằng trung gian, được chưa? Rồi thế bây giờ tôi sẽ tôi đề nghị là khi tôi nói cái này, phần nào mà các bạn thấy khó hiểu các bạn thì có thể hỏi ngay tôi nhé. Vì là cũng vì nhiều khi tôi cũng mải mải tôi nói quá nó không
Hôm nay là buổi đầu tiên thường nó dễ, nhưng mà sang đến buổi buổi sau bắt đầu nó khó dần lên, là chúng ta sẽ khi nào mà tôi các bạn thấy mà tôi nói hơi hơi nhanh một chút hoặc là hơi khó hiểu thì các bạn stop lại ngay, các bạn nghĩ tôi giải thích luôn. Tôi muốn là cái chương trình, toàn bộ các chương trình Python cơ bản chúng ta này, tôi muốn là như là tôi nói tới đâu các bạn hiểu ngay tới đó luôn. Đấy, hiểu luôn tại chỗ thì rất hay. Không phải để mất là về nhà cái này không hiểu tôi tắt bỏ qua đi, xong về nhà ta xem lại ta mới nhớ lại thì nó không hay. Các cái phần mà nâng cao khác thì đã đành rồi, nói chung là ít ai mà thậm chí ít ai mà hiểu ngay được tại chỗ, nhưng riêng phần Python cơ bản này theo tôi là chúng ta bắt buộc phải hiểu ngay tại chỗ thì nó sẽ hợp lý hơn rất là nhiều lần. Mà tôi cũng muốn là khi nào sau này các bạn dạy, hôm nay các bạn dạy lớp 10 nhé, thì chúng ta cố gắng như sau này, cố gắng là dạy học sinh là dạy tới đâu học sinh hiểu luôn tới đó. Tôi rất muốn như vậy. Từ xưa nay cái môn lập trình là cái môn mà nói chung học sinh rất khó, và chúng ta quen với cái tư duy là gì, học sinh không hiểu gì cả, rồi chúng ta cứ dạy thôi, mà học sinh có không hiểu thì về nhà xem lại bài tập, xem lại phần dạy của giáo viên. Đấy, nhưng mà riêng đối với Python, riêng đối với chương trình mới của chúng ta này, chương trình mới này, tôi muốn là vì nó rất đơn giản mà, cho nên là chúng ta dạy cho học sinh và dạy tới đâu học sinh hiểu luôn tới đó. Vì toàn bộ cái chương trình lớp 10 này nó rất đơn giản, nó còn nhẹ hơn cả cái chương trình lớp 11 cũ, nó còn nó nhẹ hơn, và nó theo tôi nó bằng cái chương trình lớp 8 cũ, chương trình lớp 10 mới này, nó dạy về kiến thức nó bằng chương trình lớp 8 cũ và nó nhẹ hơn cái chương trình lớp 11 cũ. Rồi bây giờ chúng ta sao thì không nên em chưa hiểu rõ cái công thức nội dung bài dạy của thầy. Vậy thì trong 12 buổi thì thầy sẽ dạy theo nội dung từ đề một đúng không? Không hiểu, em hỏi lại xem nào. Tại em hỏi thầy là cái công thức trong cái chương trình 12 buổi thầy dạy thì mỗi hôm thầy sẽ dạy thêm một chủ đề nào đó đúng không? Bạn mà Trịnh Thị Hòa hỏi là thì nó lại vì sao lại gán A B, không, nó chỉ qua là cái lệnh nó thêm thôi, các bạn không cần hiểu đâu. Cần hiểu là gì, là Python nó cho phép là đa gán, tức là gán 2-3 biến cùng lúc với các giá trị khác nhau. Đấy, ví dụ như là xi này bằng 1,2 này, đó là 1,2, như vậy là xi gắn vào 1, y bằng 2, gắn trên một dòng, đáng lẽ phải gắn là hai dòng vì là gắn trên một dòng, thì đó là cái đa gắn, cái kệ như vậy thôi. A B này, như vậy đồng thời gắn A bằng B và B bằng A. Đấy, chúng ta hiểu đơn giản như vậy thôi nhé. Đấy, thấy bao giờ bạn hỏi tôi không thành, nó nhỏ quá nhỉ. Em biết ra đây, em biết ra đi. Bây giờ tôi nói đây, những câu hỏi các bạn có thể viết ra ngay trên lớp này, hoặc các bạn viết ra trên cái trang Facebook nhé. Tôi trả lời hết tất cả câu hỏi của các bạn. Còn mình phụ trách âm thanh của bạn nó bé quá, tôi không nghe cái gì cả luôn. Âm thanh nó hơi yếu quá. Có lẽ tôi phải bật, phải cắm cái loa vào tai là không rõ lắm, nhưng mà không nghe không rõ. Nghe nó cứ tạt tạt qua ấy, nhé. Nhưng mà từ nãy giờ chúng ta làm rất đơn giản từ đầu rồi, chúng ta chỉ nói là gì, là nhắc lại nhé, chúng ta học về khái niệm là biến này, các cái phép toán này, và khái niệm là biến và lệnh gán, quy tắc tạo ra các biến ở trong đặt tương biến ở trong Python, nó giống như là trong Pascal và C, mà nó khác là nó phân biệt chữ hoa chữ thường. Đấy, chúng ta chú ý. Rồi chúng ta học về các lệnh gán nhé, lệnh gán và lệnh đa gán. Rồi là lệnh, chúng ta học cái lệnh là làm thế nào để mà biết được cái kiểu của một cái biến. Đấy, được chưa? Nó rất đơn giản thôi, dùng lệnh type để mà chúng ta phân biệt được kiểu của cái biến nhé.
và kiểu dữ liệu cơ bản mà ta học ngay hôm nay là kiểu dữ liệu là kiểu số nguyên là int, kiểu số thực là float, kiểu số số ký tự là str là string, và kiểu bool. Cái bool này chúng ta sẽ học sau. Còn ba kiểu này ta sẽ học ngay bây giờ, nó cũng đơn giản, được chưa? Đó. Rồi thế bây giờ tôi nói thêm một chút. Như vậy chúng ta với kiểu in là kiểu số nguyên, chúng ta đã học là những cái phép như phép cộng này, phép trừ này, đúng không? Phép trừ này, nhân này, phép chia. Nguyên là phép nguyên, lấy số dư và phép lũy thừa là những cái đối với số nguyên nhé. Còn đối với số thực thì nó đây là phép chia thôi. Và phép lấy số thì còn có là này, trừ nhân chia và lấy số mũ. Được chưa? Đấy, thì là những phép tính cơ bản. Còn đối với sâu là như này, đối với sâu chúng ta có phép của hai sâu. Ví dụ như là S1, ví dụ chúng ta biết là đây luôn nhé, đây này. A này, B trên là một sâu này, trong cộng luôn. Thứ hai là TDE chẳng hạn như này. Làm số mới là ABCDE, ABCCDE. Nó có phép cộng hai sâu. Yeah. Hay là phép phép cộng hai sâu mà bằng nhau ấy thì chúng ta có phép nhân như là AB nhé. Yeah. Và là nhân với 10. Đó chính là gì? Là cộng 10 lần với AB lại. Đấy. Là như này. Là phép nối, gọi là phép nối sâu. Phép cộng như là phép nối sâu. Yeah. Nhưng mà chúng ta học các phép toán cơ bản ở trên các kiểu dữ liệu cơ bản. Tôi nhắc lại một chút cho ta hình dung nhé. Đây, đi đây cho ta yên tâm tập này, các phép toán. Cơ bản trên kiểu dữ liệu cơ bản. Dữ liệu cơ bản. Python nhé. Đó. Thì chúng ta nhắc lại là một là kiểu int, là kiểu số nguyên nhé, số nguyên. Chúng ta có phép cộng này, phép trừ này, phép nhân này, đúng không? Phép chia nguyên, đấy. À, phép mà lấy số dư và phép nhân là lấy mũ, lấy số mũ. Đó là phép nguyên nhé. Đối với số thực là float, float. Đây là thực nhé, số thực. Số thực, chúng ta có phép cộng này, phép trừ này, phép nhân số thực này, phép chia. Và chia không thì là chia thực nhé, và phép lấy số nó không, đây là phép hai số liên cạnh nhau là phép lấy lũy thừa, nó không tách ra là chia nguyên và lấy số dư nữa, và tất cả là nó là như thế này thôi nhé. Còn đối với sâu, đối với sâu là str nhé, đây là cái sâu. Chúng ta coi là cộng là phép nối sâu, nối sâu và phép nhân với số nguyên là cộng nhiều lần. Mình có hai phép là phép nhân với số nguyên và phép cộng hai sâu là phép là chính là phép nối sâu nối các sâu với nhau. Tất cả cái này đều rất là dễ hiểu, học sinh là học một lần là chúng ta sẽ hiểu ngay, được chưa? Đó. Như vậy là ngay từ buổi đầu tiên là không cần lập trình gì cả. Chúng ta làm cho học sinh làm quen cái này. Như vậy buổi đầu tiên là thậm chí là không cần phải khác vào dạy Pascal. Pascal không có cái môi trường tương tác cho nên rất là khó dạy. Chúng ta vừa vào cái là phải dạy ngôn lập trình rồi. Phải dạy gõ lệnh rồi gõ lệnh là dịch chương trình rồi mới chạy chương trình, rất là mệt mỏi cho nên rất là khó hiểu. Còn đây chúng ta không cần lập trình. Chúng ta tất cả mọi thứ đều tương tác trên màn hình hết. Được chưa? Chúng ta chú ý rất hay cho đó. Được chưa? Rồi, thế bây giờ tôi sẽ nói sang một lệnh tiếp theo, là cái lệnh mà chúng ta sẽ dùng suốt trong suốt cả thời gian này. Đó là cái lệnh mà xuất dữ liệu sang màn hình, hay lệnh print. Lệnh print nhé. Thì bây giờ chúng ta sẽ học sang một lệnh tiếp theo, cũng dạy ngay ở cái bài đầu tiên luôn, là lệnh print. Và chúng ta sẽ làm quen ngay với cái lệnh này. Lệnh print nhé.
thì nó cũng trước khi mô tả lại này chúng ta cho nó luôn, thì là Python nó cũng giống như là với C, là nó không có cái hiệu lệnh chung chung đâu, mà mọi thứ đều là hàm hết, hàm hết, tất cả đều là hàm cả. Như vậy khi mà gõ lệnh print thì chúng ta để cho nó tiện, đã hàm phải có dấu ngoặc như này, đấy, vậy lệnh print nhé. Thì đây chính là lệnh in thông tin ra màn hình, đấy, lệnh print nhé. Đây chúng ta làm, chúng ta làm luôn đây này. Đây tôi cái lệnh xì bằng 10, tôi in mở ngoặc nghĩ ra ngay cái không mười, thấy có nào, lệnh print đây. Khi tôi biết là họ mà xì gán là Hà Nội, là một câu cũng là Hà Nội như thế này, mà print s tôi có thể in trực tiếp cái lệnh một cái số của nó ra, ví dụ như là viết là 12, có thể in được 12. Đó. Lệnh print là lệnh là không chữ print là chữ viết thường, không viết hoa nhé. Tôi có thể viết để in ra nhiều giá trị cùng một lúc, nghĩa là 12, 1, 2, đóng ngoặc như này, tôi in ra như này, 12, 1, 2. Tôi có thể viết là để viết thêm lẫn lộn như là 12, 7, đó là xì, thì nó là Hà Nội này. Đó, xong ở đây tôi viết là 3 giá trị, đầu tiên là số 12 cụ thể nhé. Tiếp theo là xì, xì đây là sâu là Hà Nội, còn xì là cái số 10 đây, nó sẽ in ra là 12 và xì và xì cách nhau bởi dấu cách. Rồi, cách nhau bởi dấu cách nhé. Đó, cách nhau bởi dấu cách. Và lệnh tổng quát như sau. Lệnh tổng quát chúng ta lại là lệnh này. Lệnh tổng quát của lệnh print là như thế này. Là tổng quát là lệnh print nó có thể in ra là n cái giá trị khác nhau. Print này. V1 V2 VN cách nhau bởi dấu phẩy. Cái V này nó có thể là một giá trị cụ thể, có thể là một biểu thức, có thể là một cái biến nhớ, hoặc là một cái biểu thức trên biến. Đây ví dụ nhé, tôi lấy n bằng 10 bằng 11 đi, xì biết là gì, biết là gọi đi như này nhé, mà tôi có thể viết là in s nhân 10 nhân với n in ra là 11 lần cái Hà Nội như này. Đó, in xì cộng với 12 cộng đây là cộng 12 tất cả tại mũ 3 như này, in lên thoải mái. Trong lệnh tin đó nó có thể là có là một biểu thức bất kỳ, có thể là có nhiều giá trị bất kỳ, và nó sẽ ra lần lượt các cái giá trị đó cách nhau bởi dấu cách. Đó chính là lệnh print. Lệnh print là cái lệnh rất là quan trọng, mà dùng rất là nhiều luôn, dùng ở khắp các nơi, được chưa? Lệnh print nhé, thì chúng ta có thể in ra được rất là nhiều thứ khác. Rồi bây giờ tôi sẽ ngay đây, bây giờ tôi sẽ làm cái bài tập như này. Bây giờ giả sử tôi cho s thì là bắt đầu nó làm một số dây nào đó nhé. Đấy. Bây giờ đồ bà cho s thì cần tính xem là cái s gì đó nó tính thành bao nhiêu phút, nó số lẻ của nó là đầu vào là s gì, đầu ra là nó tính được rằng là ra đa số là như là bao nhiêu phút và bao nhiêu giây. Dù tôi nhập vào là 60 thì đáp án nó ra là 1 phút, tôi nhập vào là 61 thì đáp án nó ra là gì, và nó ra là 1 phút và 1 giây, tôi nhập vào là 70 thì đầu ra của nó là 1 phút và 10 giây. Làm thế nào để đầu vào là cái nhé. Bây giờ tôi làm bài này đơn giản, đầu vào của tôi là s, đầu ra của tôi là phút và giây. Thế cái làm như sau,
Bây chúng ta đây, xin nhập vào x bằng 1 2 3 4 nhá, chúng ta tính phút. Đang nhập biến phút đây nhá. Phút nó sẽ bằng gì? Nó chính là bằng là thương là cái số thương của S chia 60 thôi, là S 60. Được chưa? Để cần cái số thừa, số dư ra thì ta chính là dây. Dây. Nó viết là dây bằng là S 60. Đúng không? 60 như này. Và thì tôi viết thông báo này. Thông báo như sau này, tôi lùng lệnh tin. Còn đây nhá, print này, print tôi viết là s giây bằng bao nhiêu phút bao nhiêu giây, tôi viết là s phẩy giây, chú ý nhá, s giây bằng đấy, đây là bằng này phút phẩy là dây nóng nào ở đây nhá. Như vậy vì print nó cho phép chúng ta in nhiều giá trị. Đầu tiên là in là cái số SC là số gốc này đây nhé, xong dây bằng là cái này là chỉ là cái làm một cái giờ mà làm cái sâu, xong tiếp theo là phút là cái giá trị phút ở trên này, xong có chữ phút bằng ký tự, xong là giây và giây như này đó, chúng ta enter này. Đấy, là 123 giây bằng 20 phút 34 giây, bạn thấy không nào đó. Nhưng mà chúng ta có một chương trình mà làm máy ở trên máy tính thôi, ngay đây này, đây là một chương trình gồm có 4 lệnh nhé, đó được chưa. Như vậy là một bài tập nhỏ thôi, là chúng ta có thể dùng các cộng trừ nhân chia phương toán, chúng ta có thể làm cái bài tập đầu vào là nhập vào là ngay trên màn hình thôi. Chỉ mình là SC là số giây và in ra là chuyển đổi cái đó thành bao nhiêu phút và bao nhiêu giây, được chưa? Đó. Tập này chúng ta có hiểu không nào? Nó rất đơn giản đúng không nào? Bây giờ nhé, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngay bây giờ chúng ta sẽ học cách viết một chương trình đầu tiên ở trên Python. Ở đây chúng ta là làm tất cả trên màn hình, là trên màn hình tương tác, trên gọi là cái Python Shell nha. Bây giờ chúng ta sẽ lập trình cụ thể, lập trình và chúng ta sẽ chạy thử trình như thế nào. Thì làm như sau, chúng ta phải dùng phần mềm soạn thảo nhé. Chúng ta nhập lệnh vào và chúng ta ghi vào đĩa và chúng ta chạy. Thì Python là một chương trình, đó là nó khác với khác chương trình của nó khác với Pascal và C. Pascal và C là chương trình là phải biên dịch, là hết lỗi dịch ra cái file exe, xong từ file exe nó mới chạy, rất là nhằng. Còn Python là chương trình là thông dịch, máy sẽ chạy từng lệnh một mà chạy từ đầu đến cuối. Nếu gặp lỗi thì dừng lại, nó báo lỗi, còn không thì nó chạy mạch từ đầu đến cuối. Như vậy Python là một chương trình thông dịch, chạy theo từng lệnh một. Chính vì thông dịch cho nên là nó chạy chậm hơn một chút so với Pascal và C. Cho nên là khi mà chúng ta dùng lập trình Python để đi thi sinh giỏi, thường người ta cấp cho ta thêm thêm lượng thời gian. Nhé. Như vậy là chương trình Python là cái gì? Lập trình Python là một cái chương trình là thông dịch. Nhà tôi đã viết đây một chữ chương trình Python nhé. Lập trình Python này. Cho em hỏi là khi mà đã nhấn enter rồi thì có thể sửa lại câu lệnh được nữa không thầy? Ở trong Python Shell gì thì không sửa được, enter là thiện luôn, không sửa được nữa nhé. Đó. Vâng. Còn lập trình thì chúng ta thoải mái, lập trình giống như lập trình Pascal, chúng ta sửa từng lệnh mà thoải mái, đúng không? Thì Python là như thế này, là chúng ta làm như sau này, chúng ta là phải mở cái phần mềm lập trình, đúng không? Phần mềm lập trình ra để soạn thảo chương trình, phần mềm nào cũng được nhé. Đấy. Rồi sau chúng ta mới tạo một cái file chương trình Python và ghi lại nhé. Thì
chương trình Python là nó đều có phần mở rộng là pi. Đấy, pi thì mỗi phần mỗi cái lập phương mỗi một chương trình nó có một cái đuôi riêng. Pascal là đuôi pass, C thì là đuôi là C, đúng không nào? Còn Python có đuôi là pi. Chúng ta tạo cái file và chúng ta ghi ghi lại nhé, và chúng ta tạo file, chúng ta lập trình cho gõ các lệnh vào tệp chương trình mà chúng ta đấy, chúng ta luôn ghi lại, sau đó chúng ta bấm nút chạy thôi. Chúng ta bấm nút hay là dùng hay là lệnh run, hay là cái lệnh chạy. Đây là cái quy trình giống như là đối với Pascal và C. Nhưng mà điều khác biệt giữa Pascal và C là khi mà Pascal và C là nó phải chạy qua hai bước. Bước một là nó kiểm tra lỗi cú pháp của các lệnh và nó chuyển, gọi là biên dịch, nó chuyển sang file exe. Xong bước hai là nó chạy file exe. Nhá. Đây cái video này chúng ta hình dung nhé. Này, cách chạy chương trình này. Pascal và C thì như thế nào? Còn với Python thì như sau. Nhé. Pascal và C thì nó gọi chung là các cái chương trình nhà chạy nó gọi là biên dịch nhé. Nó gọi là biên dịch. Nhé. Và như sau này là từ chương trình nó dịch ra. Đây chúng ta gọi là biên dịch. Biên dịch ra tập exe, đây là bước 1. Nó sẽ kiểm tra tất cả các lệnh, các lỗi cú pháp của chương trình. Được chưa? Và ở cái biên dịch này thì Pascal C nó chỉ kiểm tra lỗi cú pháp thôi nhá, chứ nó không kiểm tra lỗi logic của lệnh. Đó. Nó kiểm tra lỗi cú pháp, anh viết sai thì nó báo lỗi và nó không chạy ra exe. Còn nếu chương trình mà không có lỗi cú pháp thì nó chuyển sang file exe và bước 2 là nó chạy tệp exe. Được chưa? Chính vì cái này cho nên nó chạy rất là nhanh. Biên dịch rất là nhanh và nó chạy file exe rất là nhanh. Vậy cái này là rất nhanh. Vì nó không kiểm tra, nó chỉ kiểm tra lỗi cú pháp thôi, không kiểm tra lỗi logic. Các bạn chú ý nhé, các bạn ghi thêm thế này đi. Ở chỗ bước gì này, bước 1 này là nó chỉ kiểm tra lỗi cú pháp của lệnh thôi, chứ nó không kiểm tra lỗi logic của chương trình. Chuyển đến rất nhanh. Còn Python thì không. Python nó gọi là thông dịch. Là như sau, là chương trình chạy từng lệnh một, chạy từng lệnh từ đầu đến cuối. Chạy cái lệnh nào mà có lỗi, kể cả lỗi cú pháp và lỗi logic đều dừng lại hết, chuyển rất là chậm. Yeah. Chúng ta nó như vậy, thông dịch là như vậy, nó chạy từng lệnh một. Đấy, thì cái này nó gọi là thông dịch nhé, cái này nó gọi là trình biên dịch khác, cái này trình thông dịch chính vì cái này cho nó chậm. Thì những ai mà mới chúng ta quen dạy học sinh Pascal mà C rồi, chúng ta quen rồi biệt chuyển sang Python cho nó thấy rất là chậm, nhưng mà không sao, cái này là chính vì cái chậm này cho nên là thời gian đầu tiên của Python chứ nó không phát triển. Nhưng mà không ngờ cái Python nó càng ngày nó phát triển cách nhanh chóng quá. Bây giờ cho đến giờ phút này thì Python là ngôn ngữ là cực kỳ phát triển còn hơn cả, vì lượng người dùng là còn hơn cả Pascal và C rất là nhiều. Vì lý do vì sao? Một là chúng ta sẽ tìm hiểu sau là vì sao nó nhanh phát triển mạnh như thế. Một đó là cái ngôn ngữ lập trình là mã nguồn mở, cho nên là ai cũng thể phát triển được, ai cũng thể làm ra những cái mở rộng ra. Nhưng mà cái đó theo tôi không phải cơ bản nhất. Cái cơ bản nhất là gì? Là có hai ý. Ý thứ nhất ý, vì sao Python là phát triển? Bởi vì nó viết chương trình rất là sáng sủa và đơn giản. Là rất quan trọng, đơn giản lắm, các bạn sẽ thấy sau này, các bạn sẽ thấy nó rất đơn giản, rất là hay, nó khác hẳn với Pascal và C.
Và cái thứ hai là nó rất là dễ làm thư viện. Đặc biệt nữa, còn Pascal và C cũng làm thư viện được, cũng khó hơn nhiều. Thì nó rất là dễ lập thư viện, cho nên là rất nhiều những nhà khoa học, các trường đại học đều dùng Python để cho sinh viên là nghiên cứu. Cho nên là nó càng ngày cái kho thư viện của Python càng ngày nó càng phát triển, mà tất cả các kho này đều là mang nguồn mở và miễn phí hết. Cho nên nó cứ mở rộng ra, nó có nhiều dần lên. Cho nên càng ngày người ta dùng nó càng nhiều lên, và như vậy nó càng ngày nó càng phát triển. Và bây giờ do là tốc độ của tính rất nhanh nữa, cho nên là chạy Python cũng rất là nhanh rồi, cũng rất là nhanh, không chậm ngày xưa nữa. Vì là tốc độ của CPU bây giờ đã phát triển rất là lớn, cho nên là Python là rất là nhanh. Đấy, cho nên là nó rất là hay. Đặc biệt hơn nữa là đối với cái lõi của tập trình của nói chung ấy, nó học máy tính ấy của chúng ta đấy, thì Python là ngôn ngữ mà viết thuật toán là dễ nhất luôn, đơn giản nhất và dễ nhất, dễ viết thuật toán nhất là Python. Rồi thì bây giờ chúng ta làm thử nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ em đây, chúng ta sẽ em đây là chính là phần mềm đây. Bây giờ tôi đóng lại nhé, đây đóng lại, nó không có gì cả. Thì đây là cái giao diện của phần mềm lập trình là UI mà tôi hay dùng nhé. Thì chúng ta bấm nút này là nó sẽ ra này, các bạn xem ở đây nhé. Đây là nút là new này, tạo một cái file mới này, cái file này là nút mở của file cũ này, nút ghi này, và nút này là nút run này, đây nút run này nhé, nút chạy này. Để chúng ta chú ý là đây có nút cơ bản, và khi chạy chương trình thì kết quả nó nằm phía dưới này, nó nằm ở cái chỗ là cái nó có nút là debug io này, là nút mà nó đưa ra kết quả ở cái đây, rất dễ dàng. Rồi thì bây giờ tôi sẽ làm thử nhé. Chương trình đầu tiên này, bây giờ chúng ta viết chương trình có đúng một lệnh thôi nhé, lệnh print là ta bấm control cộng rồi này. Đấy, dễ nhé. Này mà ngoặc này là mở nháy là tin giả. Đúng lệnh này nhé. Để tôi ghi lại này. Ghi ra file này. Tôi tạo ra một cái thư mục của chúng ta rồi. À, cái file là bài Python hè này rồi nhé. Tôi tạo ra một cái là B1 nhé. Đây cũng biết là chương trình đầu tiên nhé, từ gặp thứ hai này, chương trình đầu tiên. Như vậy chúng ta là tạo ra một cái đầu tiên là tên file là chương trình đầu tiên .py, được chưa? Và có đúng một lệnh thôi là xin chào, print xin chào, được chưa? Đấy. Và chúng ta chạy này, chúng ta phải bấm vào nút này nhé, để bấm nút này này, nút chạy này, ok này. Đấy. Kết quả ra đây là xin chào, thấy không nào? Đó. Thấy không nào? Thế bây giờ tôi làm thêm chút nữa thì tôi cho thêm nữa đây, tôi có thêm một cái thông tin đây là tên. Những tên. Mở nháy. À. Đấy. Bây giờ tôi tạo ra một cái biến là biến tên, đặt tên là tên tôi. Và tôi viết là xin chào phẩy. Đấy. Thêm cái lệnh nhanh nữa. Được chưa? Mà tôi ghi lại này, tôi chạy này. Xin chào Hà. Lệnh print là nó cho phép chúng ta là in ra cùng lúc là chạy ra in nhiều giá trị, và lệnh id print này in ra là cách nhau bởi dấu cách hết. Như vậy xin chào cách là Hà. Rồi tôi biết là tên đây sẽ cạnh đây, nhưng mà thời gian có một dấu cách ở giữa. Đấy, xin chào Hà, thấy không nào? Đây là trình thứ nhất nhé. Rồi chương trình thứ hai này. Hai như sau này, là tôi lấy kết quả từ cái chữ này, là tôi đầu vào của tôi là SC là cái số giây, và đầu bài cần kết quả in ra là cái số giây này tính ra là bao nhiêu phút và bao nhiêu giây thừa. Đó. Thì đấy chính đây rồi, bây giờ tôi có thể copy toàn bộ cái này sang copy control SC và tôi tạo một chỉnh mới nhé. Đây. Bài tập số 2 này, bấm nút new này. Đấy, bài số 2 nhé, tôi căn thông về lệnh chỉnh là như này, lệnh print bỏ cái này ra không cần cái này nhé, đây không cho,
bài này cũng là tôi động chút nhá. Khi mà chúng ta đây đây là tên tôi dùng này đấy. Khi mà chúng ta lần đầu tiên chúng ta nói chung là tất cả các chương trình lập trình chúng ta đều đánh số các cái dòng cho dễ dễ nhìn nhé. Cả vào cái edit này, rồi vào cái chỗ này. Chỗ nào đánh số nhỉ? Show là number đấy, nhé. Như vậy là dòng thứ nhất là gõ chữ SC đấy. Là SC bằng là cái, đây là cái đầu vào của bài toán nhé, đầu vào của bài toán. Dòng số 2 lại là đặt cái biến nhớ đầu tiên là biến là phút. Chính là cái số phút là lấy thương của SC60. Dòng thứ 3 tính số giây. Số giây từ SC bằng cách là tính là lấy số dư S chia cho 60 và in ra cái dòng là này. Đấy. Tôi giả sử tôi để cái này là đầu vào là 60 nhé. Vào là 60. Thử nhé. Tôi về tôi ghi ra căn bản SC thì ghi ra này. Bản số 2 là tính thời gian theo giây. Đây là bản số 2 nhé. Thử này. Tôi cũng chạy thử nhé. Đấy, 60 giây bằng 1 phút 0 giây. Thành con nào? Đấy, rất đơn giản như này thôi. Bây giờ tôi sửa thành là 1 60 giây bằng 1 phút và 1 giây. Được chưa? Đó. Bây giờ chúng ta sửa một chút cái bài này nhé. Bây giờ chúng ta sửa một chút. Tôi muốn là tính thêm cả giờ nữa. Không phải cả phút mà cả giờ thì làm thế nào? Nhé. Như là 3600 phút, 600 giây thì là phải đi ra là 1 giờ. Đó. Sau đó ra là mình tính ra là 1 giờ bao nhiêu phút và bao nhiêu giây. Có nhiều. Vậy ta làm bài tập số 2 nhé. Là đầu vào là cho số giây, đầu ra là tính số giây này qua cả giờ, phút và giây. Bài này là bài chỉ tính ra là theo là phút và giây thôi. Để tôi muốn làm thêm mở rộng ra bài tập này. Bài tập như sau là đầu vào là cho cái số SC là cái giá trị đầu vào là số giây ban đầu và đầu ra là biến đổi cái SC này thông qua ba cái con số giờ, phút và giây. Tôi vừa làm cho sửa nhé, sửa ngay trên đây thôi nhé. Đây, đây đầu vào đây, ví dụ như là 3600 như này nhé. Bây giờ tôi làm như sau, tôi vào thêm cái giờ nữa. Giờ này nhé, giờ này. Có phải là một phút là 60 đúng không nào? Còn 1 giờ là 60 phút là 3600 giây. Tôi phải như vậy chính là S chia cho 3600. Được chưa? Rồi. Bây giờ tôi phải tính giờ rồi thì tôi phải tính những số giây còn lại. Chính là cái số dư này, tôi viết là S bằng S cái số dư của 3600. Đấy. Sau đó dùng cái S này, tôi tính theo phút ở đây, giây ở đây và tôi kết quả tôi làm như sau. Đây. S giây bằng ở đây sẽ là giờ phải giờ sâu nhé, giây. Bạn có hiểu không? Cái giờ này là cái giờ io này là cái biến, là cái biến nhé. Còn cái phút này là cái biến. Còn cái chữ giờ mà viết tiếng Việt này là chữ này là sau khi tự in ra thôi. Đó. Bây giờ chạy thử nhé, chạy thử xem đúng hay sai nhé. Để đây. Này, 2:45 là 7:40 và 55 giây. Tôi sửa lại cái này, ví dụ tôi sửa lại chỗ này là 3600 nhé. Để lại. Bằng nó sẽ không nhỉ? Không giây. Rồi bị sai nhé, bị sai nhé, vì là khi tôi giảm này rồi thì chút này nó không phải là bóng ban đầu nữa. À, các bạn có hiểu không nhỉ? Vì khi tôi tính ra đây SC nó giảm thì mất rồi mà. Cho nên tôi phải dừng làm lại như sau. Đầu vào đây nhé. Đầu vào đây tôi sẽ biết là 2 chữ SC. 2 chữ SC thì sẽ yên tâm. Chỗ này vẫn là SC nên là 2 SC.
đúng này. Đấy. Em đúng nhé. Chúng ta làm lại này. SC đây 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 bằng SC. SC. Cái này. Để sửa thì cho nó nhanh 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 lên nhé, về sửa lại này. Đấy. Đây là tiếng ớt thầy. Ừ, ớt ớt. Nha. 3 ngày hôm nay là bằng 1 giờ 0 phút và 0 giây. Đấy. Chúng ta làm bài hơi phức tạp một chút, hơi lằng nhằng một chút nhưng cũng không khó lắm đâu nhé. Như vậy là bắt đầu tôi cho các ban đầu là SS là số giây. Sau tôi biến đổi về thành về số giờ. Tôi phải đặt lại, tìm lại cái số dư này là SC là số dư này. Đấy. Số dư còn lại tôi tính tiếp là phút và giây. Đấy. Đây chính là bài số 2 nhé. Bài của một là chương trình đầu tiên là cái bài này. Bài 2 như này. Bài này tôi có thể làm tiếp trên máy tính được. Trên cái chỗ này này. Trên đây được này. Đó. Nhé. Rồi. Nhưng mà đây là những bài tập đơn giản đầu tiên. Rất là dễ hiểu. Đúng không? Không có gì cả. Và đến giờ phút này chúng ta vẫn chưa học được cái lệnh là nhập từ bàn phím mà. Ta chưa học. Buổi sau mới học. Còn buổi đầu tiên này là gì? Là chúng ta học vài cái lệnh môi trường làm việc của nó này. Học cách đặt tên biến này, là khai báo biến này, yeah. Đặc biệt cái lệnh là đáp án là lệnh rất quan trọng và một số những cái hàm đơn giản trên các cái giá trị nhé, yeah. Và cách chúng ta điều khiển khi biết được đâu là cái kiểu của biến, chúng ta dùng lệnh type. Yeah. Và tất cả cái đó chúng ta làm việc ở trên cái giao diện này. Rồi để tôi nói thêm một chút nhé. Để kết thúc bài học này tôi nói thêm một chút là như vậy là gì, chúng ta được phép là khai báo biến bằng bất cứ cái gì nhưng mà trừ ra các từ khóa. Thì trong Python có hẳn các cái từ khóa rất quan trọng. Thì các cái từ khóa là cái gì, là cái từ mà Python đã dành riêng, các cái cho chúng ta chú ý cái này là từ khóa đúng không? Tiếng Anh nó gọi là keyword, là những cái tên mà Python nó dành riêng để định nghĩa cho các cú pháp của lệnh của Python, và chúng ta không được phép đặt tên biến trùng với tên từ khóa. Đây là các cái từ đặc biệt dành riêng cho ngôn ngữ lập trình nhé. Ngôn ngữ lập trình, và chúng ta không được phép đặt tên trùng với từ khóa. Trùng từ khóa là báo lỗi ngay lập tức nhé. Tôi lấy ví dụ nhé, cái từ for là cái lệnh for là cái lệnh ta học xong buổi sau, for là cái lệnh lọc, thì là for thì viết là bằng 1 là phải báo lỗi ngay, hay là lệnh bằng 20 cũng là lỗi ngay. Như vậy là cái từ for, từ if là các từ khóa keyword ở trong Python. Nó có khoảng đây cho bạn xem cái từ khóa, mình cho lôi ra đây cho bạn xem nhé. Đây là cái từ khóa, không có nhiều. Đây là cái từ khóa mà chúng ta tuyệt đối không được động vào cái từ khóa này. Trong từ khóa này có 3 cái từ là bắt đầu bằng chữ in hoa, còn lại chữ in đường hết là cái từ false, từ true và từ none. Sao cho sẽ hiểu những từ này là nghĩa là gì. Còn lại tất cả các từ còn lại là các từ như là chữ thường hết, là class này, continue này, def này, end này, as, access, break này, def, then vân vân, elif này, đấy, tất cả lệnh này. Thì nếu mà chúng ta mà học Python đến lúc nào mà chúng ta hiểu hết tất cả, học thuộc lòng tất cả các từ khóa này, thì coi chúng ta đã qua là cái phần Python trung bình rồi đấy, qua phần Python cơ bản và bắt đầu vào phần trung bình rồi, thì các bạn là coi như đã hiểu hết được cái góc ngách của Python rồi nhé. Tôi nghĩ rằng chắc là hết cái lớp học sinh học hết lớp 10 thì không đủ. Học sinh học hết lớp 10 theo chương trình thì sẽ học được 2/3 các cái từ ở trong cái bảng này. Còn chúng ta là giáo viên thì chúng ta nên phải học sâu hơn nữa để chúng ta là khi nào chúng ta theo tôi là tối thiểu
giáo viên có thể dạy được học sinh là phải học thuộc lòng là tất cả các cái từ này. Tôi học thuộc lòng, khi nào tôi học thuộc lòng y hiểu và tất cả các cái từ này thì chúng ta coi như đã hiểu khá khá Python rồi, được chưa? Do thêm một chút nữa là ở trong Python ấy thì là nó có một lớp những cái hàng có sẵn rất là nhiều mà chúng ta có thể dùng thoải mái những cái hàng có sẵn đó, thì hàng sẵn rất là nhiều luôn. Cái này thì chúng ta sẽ rất là sâu rồi. Để tôi sẽ dọn xem cái phần tiếp theo, cái slide tiếp theo đây này. Đây là các cái hàm có sẵn ở trong Python. Đợi tôi một chút đấy, thấy không nào, nhìn rõ không đấy, Python thì hàm này ngay hàng thôi, tôi được trong đám này tôi nhìn tôi không biết khoảng 90% là tôi biết rồi, còn lại không phải hàm nào cũng biết đâu, rất là nhiều luôn. Thì đây là trên mình, đây là tất cả những cái hàm mà gọi là built-in function là có sẵn ở trong Python. Chúng ta hiện tôi mà tôi nhìn lại tôi biết được 95% rồi, gần hết rồi, tôi biết gần hết rồi, nhưng mà ta phải học rất là nhiều vào thì mới biết được những cái này, được chưa? Thì như vậy là cái từ khóa này là chúng ta phải nhớ. Cái này là theo tôi là giáo viên muốn dạy được cấp 3 thì chúng ta phải nắm được cái từ khóa này. Hôm nay là buổi đầu tiên nhưng mà tôi muốn nói thêm một chút về cái chương trình của chúng ta nhé, chương trình về lập trình nhé, về con nó là CS ở trong chương trình tin học. Thì thật ra là cái định hướng là CS là dạy cho học sinh ngay từ lớp 3 là có rồi đấy. Lớp 3 là học cái khái niệm, là học sinh bắt đầu học là khái niệm là các cái bước thực hiện các cái công việc, chia công việc lớn thành các công việc nhỏ hơn. Lớp 4 là bắt đầu học lập trình kéo thả Scratch mức độ đơn giản. Lớp 5 là học hơn một học kỳ là học về lập trình Scratch. Lớp 6 là bắt đầu học cái khái niệm thế nào là thuật toán, mặc dù là rất 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 đơn giản, thuật toán, khái niệm thuật toán và khái niệm thế nào là chương trình, thế nào là ứng dụng thuật toán. Lớp 7 là học thuật toán sắp xếp, là thuật toán tìm kiếm ở mức độ rất đơn giản, là bằng tay. Lên lớp 8 là học sâu hơn về Scratch và có học cái mô phỏng tìm kiếm sắp xếp trên nền cái Scratch. Lớp 9 là học Scratch để sâu hơn về Scratch để có thể mô phỏng các cái bài tập đơn giản. Lớp 9. Còn lớp 10 đến lớp 10 ta học là lập trình Python, ta học đây chính là lớp 10 nhé. Lớp 11 là bắt đầu học khái niệm thuật toán. Đấy. Lớp 11 có hẳn 60 tiết, hẳn 35 tiết trong chương trình chính và 35 tiết trong chuyên đề là học về kỹ thuật lập trình, học về các cái thuật toán đơn giản nhất. Bắt đầu học lớp thuật toán như là thuật toán chia để trị này, hay là thuật toán hay là đệ quy này, hay là thuật toán quay lui. Đó. Đến lớp 11 học về lập trình mô phỏng và học về có hẳn cái chuyên đề về học về các lớp thuật toán, ví dụ như là thuật toán trên đồ thị này, thuật toán tìm kiếm này, thuật toán trên mô hình cây này. Tóm lại thì là cái chương trình Python chúng ta sẽ học và chương trình này sẽ dùng cho cả lớp 11 và lớp 12 nữa. Và mùa 12 là chúng ta học lập trình thuật toán rồi. Và đây theo tôi là cái phần đầu tiên mà lần đầu tiên từ xưa nay lần đầu tiên mà đưa được khái niệm về khoa học máy tính hay là CS, Computer Science, đưa xuống dạy cho học sinh lớp cấp phổ thông trung học. Nhưng mà rất là mới nhất. Nên giờ chúng ta là phải học trước và biết trước. Chính vì đó thì tôi đã viết cuốn sách là những môn thuật toán để chúng ta có thể tiếp cận. Ai muốn tìm hiểu thì có thể tìm hiểu cuốn sách đó để ta tiếp cận với cái định hướng trong tương lai của lớp 12. Đó, nhé. Để tôi quay lại cái này một chút để chúng ta, tôi nói hôm nay là tới đây giờ phút này là về kiến thức của lớp 11 là xong. Tôi thêm một chút cho các bạn hình dung này thôi nhé. Nói thêm này, ở trong Python ấy, đây là phần nói thêm để cho chúng ta biết trước cho các buổi sau thôi. Ở trong Python đặc điểm của nó là gì, nó khác lắm với Pascal và C. Ở trong Python thì tất cả mọi thứ đều là đối tượng hết, đều là lớp hết, rất là mô hình, như lập trình mà gì
Hướng đối tượng là 100%. Đây chúng ta chú ý nhé, hướng tượng 100% luôn. Beta thì chúng ta gọi x này bằng 10 này. Thì chúng ta type x ra. Là in và nó cũng lệnh đi này. Lệnh đi là cái gì? Lệnh đi là cái lệnh mà mô tả tất cả các cái phương thức liên quan đến cái lớp int. Đây là cái lớp in nhá, lớp này in này. Thì cái định đi này là mô tả cái tất cả các cái phương thức, các cái thuộc tính của cái lớp in. Này nó rất là, và sau này các bạn sẽ bia chưa hiểu đâu, nhưng mà sau này khi chúng ta học sâu hơn một nữa và lên lớp 11 đến 12 càng càng hiểu thêm, chúng ta sẽ hiểu dần hơn tất cả những cái này. Đấy, cái này là cái khó, theo tôi là cái tương đối khó nhé. Đấy, thì ở đây nó có rất nhiều những cái hàm, đây là phương thức hết nhé. Và phương thức nào nó có hai dấu gạch này là loại phương thức hệ thống này, có hai dấu đằng trước, có hai cái dấu gạch, hai dấu gạch dưới đấy, là dấu hệ thống. Như vậy là cái lệnh này là cái lệnh đi, lệnh liệt kê ra tất cả các cái phương thức của một cái lớp đối tượng nào đó. Khi mà tôi viết là x gì bằng 10, 12 đi. Thế nào? Thế x gì 12 thì, để tôi nói thêm một chút nhé. Thì máy sẽ tạo ra một cái đối tượng là đối tượng số nguyên là 12 và x gì là gán vào cái lớp đối tượng đó. Đấy. Thì không những là chúng ta có thể đưa được, xem được chỉ đã đành rồi. Nhưng mà chúng ta có thể đưa được như này, đi là 12. Thì 12 nó là một đối tượng đã được tạo ra trong bộ nhớ và máy vẫn hiểu. Đấy, bạn thấy không nào? Đây là các cái lớp các cái phương thức, các cái thuộc tính của cái lớp int. Thì tôi biết là y bằng 1 2. Tôi là gì? Nó là kiểu số thực, và tôi đưa cái in ra thì nó sẽ gây những cái hàm của cái lớp mà số thực nhé. Yeah. Như thế như này, tôi viết là ABC như này. Khi tôi viết ABC này thì lập tức máy hiểu ngay, máy tạo luôn ra một cái đối tượng là sâu ký tự nhé. Yeah. Đối tượng là một sâu, mà sâu. Và khi tôi đi này ra thì máy hiểu liệt kê ra tất cả những cái phương thức của hay thuộc tính của cái đối tượng là sâu. Enter đi các bạn, là lệnh mà trong sách giáo khoa không nói đâu, cả sách giáo khoa không nói, nhưng mà tôi nói thêm các bạn biết để các bạn thấy. Như vậy là Python là ngôn ngữ lập trình là gì, là hướng đối tượng là 100%. Như vậy chúng ta có thêm một câu nữa, câu là câu ngoài chương trình nhé, nâng cao một chút để nó thêm thôi, là Python là ngôn ngữ như thế này. Python là cái ngôn ngữ là hướng đối tượng. Hướng đối tượng hoàn toàn. Nhưng, có một từ nhưng ở đây nhé, nhưng nó được thiết kế như này. Nhưng nó vẫn hỗ trợ hoàn toàn. Cho lập trình cấu trúc, tức là lập trình theo cái hướng là dùng hàm đấy, dùng hàm và thủ tục đấy. Cho nên là Python là ngôn ngữ lập trình mà nó rất hay, là nó làm lập trình hướng đối tượng cũng được, lập trình cấu trúc cũng được, và cái này là cái rất là mạnh luôn, rất là mạnh của Python, rất đặc biệt. Còn Pascal là bản chất của Pascal là lập trình cấu trúc thôi nhé. Còn cái phần bổ sung vào là cái phần bổ sung cho cái hướng đối tượng thôi, là chỉ phần bổ sung vào thôi. Còn cái lõi của Pascal là lập trình cấu trúc. Còn cái Pascal là ngược lại, cái lõi của nó là lập trình hướng đối tượng. Còn cái phần mà là nó là, nhưng mà nó cho phép là hỗ trợ hoàn toàn cho lập trình cấu trúc. Cho nên nó rất là hay nhé. Để phần tôi nói thêm đây nhé. Như vậy hôm nay chúng ta là kết thúc bài học ở đây nhé, và đây là cái buổi đầu tiên, thì hy vọng rằng các bạn cũng có nắm được không nhỉ, có hiểu không nhỉ, đơn giản đúng không nào nhé. Thầy ơi, trước khi kết thúc buổi học thì thầy có thể hướng dẫn mọi người cách cài đặt Python có được không ạ? Cài đặt nhé, đây đơn giản lắm. Bây giờ một là các bạn đây tôi cho các bạn vào bước, các bạn phải cài hai thứ.
Một là các bạn vào cái trang chính của Python, các bạn tải cái bản gốc của nó, các bạn vào là python.org nhé. Đây, các bạn download này. Đây, bảo người này download for Windows này, ai Windows được có ngay nhé, để cho nó cài cái này. Bấm vào đây và chúng ta cài và chúng ta sẽ tải về. Bấm vào đây và nó tải về cái bản exe. Đây, và chúng ta chạy nó thôi. Chạy cái bản là được thôi. Dễ được không nào? Đúng không? Cài nó như cài bình thường, cài xong là nó sẽ tạo cho trên hình một, nó tạo ngay trên hình một cái biểu tượng mà chúng ta chạy luôn như vậy thôi. Nhưng mà cài cái đây là cài đây là cái bản, đây là cài cái bản lõi, bản thân lõi nhé. Nó sẽ tạo ra cái bản cái sao tương tác đấy. Đó. Đó là một nhé. Còn cái lập trình thì có nhiều cách mà chúng ta theo tôi chúng ta cái UE, chúng ta vào UE. Đó. Đây là cái UE này, Python IDE và các bạn vào cài cho tôi cái bản là download nhé. Đây, các bạn cài cái bản Win Personal. Cái bản này là bản mà theo tôi là cái bản Win 101 là cái bản là miễn phí mà đơn giản thì nó không hay bằng cái bản này theo tôi là bản hay nhất, rất là nhỏ gọn mà bản chuyên nghiệp nhưng mà là miễn phí. Còn cái bản Win Pro này là bản mà chúng ta phải mua. Chúng ta cài vào Win Personal và sau đó chúng ta tải về. Đây, tải về cái bản này hoặc là bản này. Mọi người biết rồi, xong mình tìm biết. Bấm vào đây này và chúng ta tải về thôi. Đây này, tải về này. Đấy, phải như chúng ta cài thôi nhé. Chúng ta cài hai phần mềm. Đây cho các bạn xem cái màn hình của nó như này này. Cài vào rồi nhé. Thì nó như thế này. Đây là cái bản IDE đây. Bản IDE. Khi tôi cài vào nó có sẵn. Đây là bản Win Personal đây. Tôi cài thử cái bản Sony này. Sony tôi không hay lắm. Đây là tôi cần cài hai cái chính là cái này nhé. Đấy. Các bạn về nhà cài đến nó đơn giản lắm mà không có gì đâu nhé. Hôm chúng ta nghỉ ở đây nhé. Đây là hôm nay buổi viên. Có gì tôi đề nghị các bạn là ai có hỏi thì các bạn cứ hỏi trực tiếp trên nhóm nhé. Này. Và chúng ta sẽ tôi sẽ trả lời hoặc là ai đó tôi muốn lúc chúng mình có một hai bạn xung phong là mentor, ai là các bạn nào là giáo viên của các trường chuyên ấy mà học lúc này ấy, thì các bạn nên xung phong là mentor và sẽ cùng nhau cùng trả lời cho cả lớp nghe nhé. Còn chúng ta nghỉ ở đây nhé. Dạ em chào thầy ạ. Rồi, chào các em bạn. Chào cả nhà. Em chào thầy. Chào thầy, chào cả nhà. Em chào thầy. Em chào thầy ạ. Em chào thầy.